Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đột ngột từ chức Quý vị tính giả thân mến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Charles Massey đột ngột thông báo từ chức vào ngày 20 tháng 12 và nói rằng ông Donald Trump nên chọn một người kế nhiệm ông ở Lầu Năm Góc đồng quan điểm với Tổng thống hơn. Thông báo từ chức của ông Mattis đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút quân Mỹ ở Syria, một quyết định lật ngược chính sách của Mỹ trong khu vực. Giới chức trách Mỹ cũng cho biết Tổng thống Trump đang xem xét việc rút quân khỏi cuộc xung đột dài dẳng ở Afghanistan. Ông Bastid viết trong thư từ chức được lâu năm gốc công bố vì ngài có quyền có một bộ trưởng quốc phòng cùng chung quan điểm hơn với ngài trong vấn đề đó và các vấn đề khác. Tôi cho rằng đã đến lúc tôi rút khỏi vị trí này. Về phần Tổng thống Trump, thông báo sự đa đi của Mattis trên Twitter, ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông sẽ sớm đề cử người kế nhiệm. Ông Trump viết trên Twitter, tướng James Mattis sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 2 năm 2019 sau khi phụng sự chính quyền trong vai trò bộ trưởng quốc phòng hai năm qua. Với quyết định từ chức, Ông Mattis đã gia nhập bản danh sách dài những cụ nhân vật cấp cao của chính quyền của Tổng thống Trump, những người đã từ chức hoặc bị sa thải, trong đó một số trường hợp bị sa thải, một cách gây sượng sốt như ông Brett Tillerson bị Tổng thống Trump sa thải qua Twitter hồi tháng 3. Theo tổ chức nghiên cứu Brookings, nhà trắng của ông Trump đã chứng kiến những biến động lớn nhất về nhân sự cấp cao trong năm đời Tổng thống Mỹ gần nhất, những suy đoán rằng ông Mattis sẽ không cần nấn ná lâu ở lầu năm gốc đã nổi lên hồi tháng 10 khi Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn của đài CBS rằng vị tướng này có vẻ là kiểu người của đảng Dân Chủ và có thể ra đi. Washington Post trước đó từng dẫn tiết lộ của một quan chức chính quyền Mỹ nói rằng ông Mattis từng nhấn mạnh sứ mệnh chống khủng bố ở Syria chưa hoàn thành và Mỹ nên giữ hiện diện quân sự tối thiểu ở quốc gia này. Cũng theo nguồn tin này, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng từng giải thích với Tổng thống Trump về khả năng sẽ nảy sinh thêm hỗn loạn ở khu vực và những vấn đề trong tương lai với Mỹ nếu binh lính rút về nước. Theo Reuters, nhiều nhà lập pháp khác của Mỹ cũng đang bày tỏ lo ngại với quyết định rút quân khỏi Syri và đề nghị ông chủ Nhà Trắng xem xét lại. Lá thư hé lộ nguyên nhân từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gửi thư từ chức tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dưới đây là toàn văn bức thư mà ông đã viết, trong đó ông nêu ra nguyên nhân rời nhiệm sở cũng như những quan ngại của mình về tình hình quốc tế. Kính gửi Ngài Tổng thống, Tôi đã có vinh dự được phục vụ trong vai trò là Bộ trưởng Quốc phòng thứ 26 của đất nước. Điều này cho phép tôi có thể cùng làm việc với những người đàn ông và phụ nữ trong Bộ Quốc phòng để bảo vệ những người dân và lý tưởng của chúng ta tôi rất tự hào về những bước tiến mà chúng ta đã đạt được đối với một số mục tiêu quan trọng được nêu ra trong chiến lược quốc phòng quốc gia hoa kỳ đó là giúp bộ quốc phòng có một nền tảng tài chính ổn định hơn nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng và cải tổ bộ máy của bộ để có thể hoạt động hiệu quả hơn các binh lính của chúng ta vẫn tiếp tục có những kỹ năng cần thiết để giành chiến thắng trong các cuộc xung đột và bảo đảm tầm ảnh hưởng toàn cầu của hoa kỳ tôi có một niềm tin sâu sắc rằng sức mạnh của đất nước chúng ta có mối liên hệ mật thiết đối với sức mạnh của mạng lưới gồm những đồng minh và các nước đối tác mà không ai có thể có mặc dù hoa kỳ vẫn là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới song chúng ta không thể bảo vệ quyền lợi quốc gia hoặc khẳng định vị thế của mình mà không có mối quan hệ đồng minh bền vững và sự tôn trọng đối với các quốc gia này giống như ông tôi đã từng nói rằng lực lượng vũ trang hoa kỳ không nên đóng vai trò làm cảnh sát của thế giới thay vào đó Chúng ta phải dùng mọi phương thức có thể để củng cố an ninh chung, trong đó bao gồm việc trở thành một quốc gia lãnh đạo hiệu quả đối với các liên minh của chúng ta. 29 quốc gia dân chủ của NATO đã cho thấy được sức mạnh của họ khi đã cam kết tham gia cùng chúng ta chiến đấu sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Ngoài ra, liên minh chống IS với sự tham gia của 74 quốc gia cũng là một minh chứng rõ ràng nữa cho sức mạnh này. Tôi cũng tin rằng chúng ta phải hành động cương quyết và rõ ràng đối với những nước có lợi ích chiến lược đang khiến căng thẳng với chúng ta ngày càng gia tăng ví dụ chúng ta có thể thấy rằng trung quốc và nga đang muốn thay đổi diện mạo thế giới theo hình mẫu của họ nhằm tác động đến nền kinh tế hoạt động ngoại giao và tình trạng an ninh của nước khác để củng cố lợi ích của mình đây là lý do chúng ta phải dùng mọi phương án có thể có trong tay để củng cố an ninh chung Quan điểm của tôi về việc tôn trọng các đồng minh và cảnh giác trước những thế lực xấu trên thế giới đã có và được củng cố sau hơn 4 thập kỷ đối mặt với những vấn đề thế giới. Chúng ta phải làm mọi cách có thể để tạo ra một trật tự thế giới có thể có lợi cho an ninh, sự thịnh vượng và những giá trị của chúng ta và sự đoàn kết giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ càng củng cố những điều này. Do ngài hoàn toàn có quyền để có được một bộ trưởng quốc phòng có quan điểm phù hợp hơn với mình hơn tôi về những vấn đề đã nêu ở trên. Tôi tin rằng quyết định từ trước của mình là đúng đắn. Nhiệm kỳ của tôi chính thức kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2019. Đây là thời điểm cho phép chúng ta có một khoảng thời gian vừa đủ để người có thể kế nhiệm tôi được chọn ra, cũng như đảm bảo lợi ích của Bộ Quốc phòng được khẳng định rõ ràng trong những sự kiện sắp tới, bao gồm các phiên điều trần trước Quốc hội và hội nghị các bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra vào tháng 2 tới. Quá trình chuyển giao trách nhiệm cho người sẽ trở thành bộ trưởng mới, cũng diễn ra trước thời điểm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ được thay thế vào tháng 9 năm tới để đảm bảo hoạt động của Bộ Quốc phòng diễn ra ổn định. Tôi cam kết sẽ thực hiện quá trình chuyển giao một cách trôi chảy để đảm bảo những nhu cầu và lợi ích của 2,15 triệu quân nhân và 732.079 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng nhận được sự chú ý của Bộ trong mọi lúc để họ có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình mọi nơi mọi lúc để bảo vệ người dân Mỹ. Tôi rất vinh dự khi có được cơ hội để phục vụ cho đất nước cũng như những người đàn ông phụ nữ mặc áo lính. Ký tên James M. Smarties Mỹ sắp rút hàng ngàn quân khỏi Afghanistan Ngày 19 tháng 12, Tổng thống Mỹ đã từ chối ý kiến của nhiều cố vấn và quyết định rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria. Một quyết định đã góp phần khiến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đột ngột xin từ chức vào hôm sau sau hàng loạt những bất đồng về chính sách với Tổng thống. Theo Reuters, đến nay quyết định và mệnh lệnh rút quân khỏi Afghanistan vẫn là lời nói và mốc thời gian chính xác đang được thảo luận, có thể trong vòng vài tuần tới hoặc vài tháng. Hiện vẫn chưa rõ, với 9.000 binh sĩ còn lại, Mỹ sẽ xoay sở thế nào để hoàn thành toàn bộ các sứ mệnh, bao gồm đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan, tham vấn cho Afghanistan về chiến trận, tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào Taliban và các nhóm chiến binh khác. Thay vào đó, Mỹ gần như chắc chắn sẽ phải cắt giảm các nhiệm vụ của mình một động thái có thể là cơ hội để phiến quân Taliban hồi sinh và mở rộng hoạt động. Ông Mattis đã tranh luận để duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ ở Afghanistan để tăng cường các nỗ lực gìn giữ hòa bình. Ông đã xin từ chức ngay sau khi các quan chức Mỹ nêu ra khả năng rằng ông Trump sẽ ra lệnh rút quân. Quyết định rút quân khỏi Syria mới đây đã gây hoang mang cho các đồng minh của Mỹ và gây ra phản ứng gây gắt từ những nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ. Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận có liên quan đến việc rút quân khỏi Afghanistan. Mỹ đã tham chiến tại Afghanistan vào năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9, tìm cách hất cảng Taliban chứa chấp phiến quân của Osama Bin Laden. Các quan chức Mỹ hiện cũng tham gia các cuộc đàm phán với Taliban, đang nắm giữ kiểm soát của một diện tích lãnh thổ tương đối lớn của Afghanistan. Taliban đã tăng cường sức mạnh trong vòng 3 năm qua, và hiện chính quyền Kabul chỉ còn kiểm soát 56% diện tích Afghanistan, giảm so với mức 75% của năm 2015. Theo Reuters trích dẫn một báo cáo của chính phủ Mỹ, ông Trump trước đó đã có một cuộc nói chuyện với các cộng sự và theo như một nguồn tin chưa được kiểm chứng, Tổng thống đã mất hoàn toàn kiên nhẫn đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan. Hơn 2.400 binh sĩ Mỹ đã tử trận trong suốt 17 năm qua tại chiến trường Afghanistan. Lầu Năm Góc cũng cảnh báo rằng Bất kỳ sự rút quân ồ ạt nào cũng sẽ dẫn đến việc các phiến quân có thể phát triển âm mưu mới trên đất Mỹ. Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái đã chấp thuận tăng quân đội Mỹ nhưng cũng thừa nhận rằng ông làm điều này một cách miễn cưỡng. Cuối tháng trước, ít nhất 22 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích của Taliban ở tỉnh Farah, làm tăng đáng kể thương vong cho lực lượng an ninh Afghanistan. Ai sẽ trở thành bộ trưởng quốc phòng tiếp theo của nước Mỹ? ngày 20 tháng 12 giờ địa phương, ông James Mattis tuyên bố từ chức bộ trưởng quốc phòng Mỹ sau những bất đồng quan điểm không thể giải quyết với ông chủ nhà trắng. nhưng cái tên cảm mới lẫn cũ đã được đưa lên bàn cân trong thời điểm tổng thống Trump cho biết danh tính người kế nhiệm ông Mattis sẽ sớm được công bố. Một tướng quân đội đã về hưu, Jackin, Jackin, cựu phó tham mưu trưởng quân đội Mỹ được coi là một tướng lĩnh quân đội với quan điểm cứng rắn. Ông thường xuyên xuất hiện trên Fox News với tư cách là một nhà phân tích an ninh quốc gia theo Politico. Những nhân vật có quan điểm cứng rắn về an ninh quốc gia với nền tảng quân đội thường được Tổng thống Trump trọng vọng. Vì thế, Jack Keane là cái tên thường xuyên được nhắc đến như là một ứng cử viên xuất sắc để thay thế ông James Mattis. Khi Tổng thống Trump dự tính cắt giảm ngân sách quốc phòng theo kế hoạch xuống 700 tỷ đô chỉ vài tuần trước, chính tướng Keane đã cảnh báo rằng việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng sẽ là một sai lầm rất lớn. Thay vào đó, ông Keane lập luận chính quyền sẽ cần duy trì mức tăng lớn cho ngân sách quốc phòng. Ông cũng chỉ trích gay gắt Mick giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách OMB đồng thời đang là quyền tránh văn phòng Nhà Trắng. Ông Kim nói, tôi nghĩ rằng đã có một con cáo trong chuồng gà và con cáo đó chính là giám đốc OMB. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với NPR hôm 20 tháng 12 vừa qua, ông Kim nói rằng ông có cùng chung suy nghĩ với ông Mattis về việc phản đối quyết định về Syria của Tổng thống Trump. Ông đồng thời chia sẻ không muốn làm công việc của ông Mattis. Ông nói, tôi không có ý định trở lại bộ máy chính quyền. Tôi tin tưởng rằng Tổng thống có thể tìm được một người có năng lực để phục vụ đất nước. Thứ hai là Thượng nghị sĩ Tom Cotton Tom Cotton là một thành viên của Ủy ban Tình báo và Vũ trang của Thượng viện Mỹ, vốn có tiếng là một nhân vật diều hâu về quốc phòng chỉ sau 4 năm làm việc tại Ủy ban này. Theo Politico, ông là một nhà phê bình hàng đầu với các chính sách an ninh quốc gia được đưa ra trong những năm cuối nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Obama. Vì Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa tại Arkansas coi mình là một trong những người ủng hộ hàng đầu Tổng thống Trump tại Thượng viện. Ông Tom Cotton năm nay 41 tuổi, từng là một sĩ quan quân đội phục vụ tại Iraq và Afghanistan, Trước đây ông từng được cân nhắc như một trong những ứng viên tiềm năng cho vị trí bộ trưởng quốc phòng hoặc giám đốc CIA của Mỹ. Tuy nhiên ông cũng được đánh giá là một trong những thành viên bảo thủ nhất của thượng viện và không ngại gây hấn với chính các đồng nghiệp của mình. Chính yếu tố này có thể gây cản trở tới việc trở thành tân bộ trưởng quốc phòng của ông Tom Cotton. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông có sẵn sàng từ bỏ chiếc ghế an toàn tại thượng viện để đảm nhận chức vụ này trong chính phủ Mỹ hay không. 3. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham có lẽ đây chính là người ủng hộ mạnh mẽ nhất những chính sách quân sự tăng cường và sự can thiệp của Mỹ ở nước ngoài tại thượng viện. Ông Lindsey, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Nam Carolina xuất phát điểm không phải là một người ủng hộ cuộc chạy đua vào nhà trắng của tổng thống Trump, nhưng sau đó lại xây dựng một sự liên hệ chặt chẽ hơn với tổng thống. Tuy nhiên, một bộ quốc phòng được dẫn dắt bởi Graham dường như vẫn ít khả thi, xuất phát từ quan điểm khác biệt giữa ông và tổng thống Trump về cam kết quân sự của Mỹ ở nước ngoài, mặc dù ông là một trong những người đồng minh thân cận nhất của ông Trump. Ngay sau khi tổng thống Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria, ông Graham đã gây gắt gọi động thái của tổng thống là thảm họa đối với an ninh quốc gia đi ngược lại những tham vấn đúng đắn về quân sự và gây nguy hiểm cho người Mỹ trên khắp thế giới. Những chỉ trích ấy đã khiến Tổng thống Trump phải lên tiếng lại rằng thật khó tin rằng Lindsey Graham lại có thể phản đối việc cứu lấy mạng sống của các binh lính và hàng tỷ đô la Mỹ ngân sách. Graham là một trong những cựu quan chức của lực lượng dự trữ không quân Mỹ, từng là các tên nổi bật cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp và rất nhiều khả năng sẽ trở thành Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào năm tới trong Quốc hội mới. Do đó, cơ hội để ông trở thành Bộ trưởng Quốc phòng là khá mong manh. 4. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan ông Patrick Shanahan từng là cựu giám đốc điều hành của Boeing, hiện đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng và là người ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng thành lập Bộ Tư lệnh Vũ trụ của Tổng thống Trump. Hồi tháng 11, ông từng tuyên bố ủng hộ việc dành 13 tỷ đô la Mỹ để thành lập lực lượng này. Ông là một vị khách quen mặt của Nhà Trắng và cũng là một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng. Tiếp theo là cựu thượng nghị sĩ Jim Talon. Vị thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Missouri từng được nhắc đến rộng rãi như cái tên sáng giá nhất để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trước khi Tổng thống Trump đề cử ông James Mattis vào vị trí này Ông có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề về Trung Đông và Châu Á. Ông có từng làm việc trong ủy ban đánh giá các vấn đề kinh tế và an ninh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi so với năm 2016 khi một số người ủng hộ ông trong chính phủ, trong đó bao gồm tránh văn phòng nhà trắng James Prebus, đã rời vị trí tại chính phủ từ rất lâu. Cuối cùng là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Dan Coats. Dan Coats là một cựu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa tại bang Indiana. Ông luôn khá tiên tiếng kể từ khi phụ trách lực lượng tình báo Mỹ. Ông cùng nhiều quan chức khác trong chính quyền Mỹ từng có quan điểm cứng rắn với Nga trong cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, thật Politico, sự căng thẳng nhằm vào Nga của ông bắt đầu giảm kể từ tháng 7 vừa qua bởi những phản ứng của ông trước học giả về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Washington. Ông nói khi đang tham dự diễn đàn an ninh Aspen, đây sẽ là một điều đặc biệt. Liên quân Mỹ không kích miền đông Syria, 27 người thiệt mạng. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR cho biết, các cuộc không kích của Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã khiến 13 tay súng thánh chiến Hồi giáo và 14 người thân của các tay súng để thiệt mạng tại miền đông Syria. Trong một thông báo, Giám đốc SOHR Rami Adel Rahman nêu rõ, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích diễn ra vào sáng 21 tháng 12 tại khu vực al Safa. Theo ông Rahman, có 8 trẻ em thiệt mạng trong số 14 nạn nhân là dân thường. Ngoài ra một số người khác cũng đã bị thương nặng sau các cuộc tấn công. Các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại al saafa một trong hai làng chính tại khu vực lãnh thổ cuối cùng vẫn do IS kiểm soát ở lưu vực sông Euphrates. Các cuộc tấn công diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút quân đội nước này khỏi Syria, làm gia tăng quan ngại về việc IS sẽ lợi dụng khoảng trống này để tập hợp lại lực lượng. Nhà báo gây sốc khi vạch trần lý do thực sự khiến Nga can thiệp vào xung đột ở Syria. Hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 12, 2018, nhà báo người Syria Faisal al khesem đã có những chia sẻ khá sốc về những lý do thực sự của việc Nga đưa quân tới Syria. Nga đến không phải để cứu giúp, mà để chiêu mầm. Ai cho rằng Nga can thiệp vào cuộc xung đột tại Syria là để cứu chế độ thì người đó đã lầm. Nga can thiệp là để lợi dụng hoàn cảnh mà chế độ cầm quyền Syria đang phải đương đầu nhà báo này viết trên trang Twitter cá nhân của mình. Nga không thể chiếm đóng Syria cho tới khi chính Syria không rơi vào tình cảnh đây. Nếu Nga lo lắng cho Syria, thì Nga đã can thiệp ngay từ đầu để ngăn chặn sự sụp đổ, nhưng Nga để mặc mọi thứ đổ chở, rồi sau đó trả tay can thiệp vào cuộc xung đột, không phải để cứu giúp mà để chơi mầm. Anh Kisem bổ sung. Trong một bình luận Twitter khác, anh Kisem đã nhầm vào những người dân Syria khi viết, Bức tranh đã rõ, không còn nghi ngờ về việc chế độ này là một con rối như nhiều chế độ khác. Những ông chủ của nó đã bật đèn xanh để dập tắt cuộc cách mạng của các bạn, nhưng đã không may bởi những ông chủ của nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự can thiệp để tiêu diệt cuộc cách mạng của các bạn. Ông ta hướng vào những người ủng hộ chế độ hiện hành và hỏi, ai giành chiến thắng tại Syria, Assad hay là Putin? Câu hỏi này dành cho tất cả những ai đưa ra khẩu hiệu chiến thắng trước cuộc cách mạng Syria. Tại sao chế độ của các bạn không thể hồi phục quyền kiểm soát tại một tỉnh cho mãi đến tận tháng 9 2015 khi Nga bắt đầu đưa quân tới Syria? Để các bạn tham khảo thông tin, Nga là cường quốc thứ hai thế giới về sức mạnh quân sự, nhà báo đề kết luận. Ông al Kasem nhắc lại quan điểm riêng của mình rằng vào tháng 9 2015, Nga đã quyết định can thiệp quân sự tại Syria khi đứng về phía chế độ Assad, hậu quả khiến hàng triệu người dân Syria phải bỏ chạy khỏi đất nước hoặc thiệt mạng. Nga đưa 1.000 xe tăng pháo binh đến sát sườn Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 22 tháng 12 cho biết, Nga đã gia tăng các nhóm quân đội dọc biên giới với Ukraine tại các vùng Donetsk và Luhansk và tại Crimea. Trong bài phát biểu của mình với các quân nhân của lữ đoàn cơ giới 72 được phát trực tiếp trên trang Facebook, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, quân đội Nga đã hiện diện nhiều hơn ở biên giới với Ukraine, cụ thể là trong các vùng Donbass và Crimea, bao gồm 28 nhóm chiến thuật của tiểu đoàn, hơn 1.120 xe tăng, 2.600 xe bọc thép, 1.230 hệ thống pháo và 44 hệ thống tên lửa đa động, hệ thống tên lửa chiến thuật hoạt động. Theo ông Poroshenko, dữ liệu tình báo không gian cho thấy vị trí của xe tăng Nga ở khoảng cách 18 km từ biên giới Ukraine, Tổng thống Ukraine nói rằng số lượng xe tăng đã tăng gần gấp 3 kể từ giữa tháng 9, từ 92 lên đến 250 chiếc. Trong bối cảnh này, Tổng thống Ukraine cho rằng quyết định đưa ra luật thiết quân luật ở một số khu vực ở Ukraine đã được đưa ra không chỉ vì một cuộc tấn công của Nga vào các thủy thủ Ukraine ở eo biển Khết, mà còn do Nga đã tăng cường đáng kể lực lượng quân đội dọc biên giới từ hồi tháng 8. Vào ngày 25 tháng 11, các tàu biên giới nga đã có những hành động quyết liệt chống lại các tàu hải quân ukraine đang trên đường từ cảng Odessa đến cảng Mariupol. Họ đã bắn vào và bắt giữ ba tàu ukraine cùng 24 thủy thủ trên tàu ở eo biển Kerch. Vào ngày 26 tháng 11, Vėdeknapa Radar của ukraine đã thông qua luật thiết quân luật trong 30 ngày tại 10 khu vực trên toàn ukraine. Liên quân Mỹ không kích Syria, dàn mặt IS sau tuyên bố rút quân. Reuters ngày 21 tháng 12 đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết các cuộc không kích của Liên quân Mỹ dẫn đầu nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tiêu diệt được nhiều tay súng thắng chiến. Theo SOSA, các cuộc không kích của Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã khiến 13 tay súng thắng chiến Hồi giáo và 14 người thân của các tay súng này thiệt mạng tại miền đông Syria. Giám đốc SOSR Rami Aten Raman thông báo, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 12 tại khu vực al Safa. Ông Rami Aten Raman nêu rõ, có 8 trẻ em thiệt mạng trong số 14 nạn nhân là dân thường. Ngoài ra một số người khác cũng đã bị thương nặng. Các cuộc không kích kể trên nhằm vào những vị trí của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại al Safa một trong hai làng chính trị tại khu vực lãnh thổ cuối cùng vẫn do IS kiểm soát ở lưu vực sông Euphrates. Hành động này của phía Mỹ mang tính chất dần mặt IS trong bối cảnh nhiều người lo ngại rằng IS sẽ lợi dụng khoảng trống khi Mỹ rút quân đội khỏi Syria để tập hợp lại lực lượng.